chào, mình là Quỳnh Chi và chào mừng các bạn đã quay trở lại với blog tâm sự tuần này. Lần đầu tiên mà mình làm chuyên mục về blog tâm sự như thế này. Bình thường thì chắc là các bạn chỉ thấy mình thông qua các video về công nghệ này, về ẩm thực hoặc là về top 5 kỳ lạ. Hôm nay thì chúng ta sẽ có cơ hội để tìm hiểu và biết thêm về nhau nhiều hơn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Lê Mạnh. Bạn Lê Mạnh hỏi là rút kinh nghiệm từ video của chị Yến, cho em hỏi là chị Chi có số đo 3 vòng là bao nhiêu? Cụ thể là eo ngực mông của chị là bao nhiêu? Anh em lên top đi. Ok. Nói chung là câu này nhận được khá nhiều lượt like. Có vẻ là các bạn rất là quan tâm về vấn đề này. Mình cũng xin trả lời luôn là lâu lắm rồi mình cũng không đi đo. Chắc cũng tầm vòng 1 là khoảng tầm dưới 100. Vòng 2 dưới 80, vòng 3 dưới 100. Đấy, sắp xỉ tầm đấy. Con số cụ thể thì các bạn cứ ước lượng ra, nhìn phọt mình như này. Đấy, câu hỏi tiếp theo của bạn Let's Go Eat Thắng. Chị Quỳnh Chi đọc comment sau những video đầu tiên của chị đã up lên không? Và chị có cảm thấy buồn không? Những lúc đấy thì cảm xúc của chị như thế nào? Thật ra thì tất cả những comment của các bạn từ video đầu tiên cho đến bây giờ thì mình đều đọc đủ cả, không bỏ sót cái nào. Và thậm chí là đọc rất là kỹ. Những cái video đầu tiên của mình lên thì nói chung là ít nhiều thì cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi để đón nhận những cái gạch đá này kia của các bạn. Và tuy nhiên thì vẫn có những người comment có tâm kiểu góp ý rồi động viên rồi kiểu khen các kiểu, thì mình cảm thấy rất là cảm động. Và đó là những cái nguồn động lực rất là lớn để mình làm những cái video tiếp theo tốt hơn. Nói về những cái comment tiêu cực và không mang tính chất đóng góp thì nó thật là mình tất nhiên là cũng sẽ rất là buồn và tổn thương nữa. Nhưng mà nó thế nào nhỉ? Tại vì nó cũng sẽ giúp cho mình cải thiện hơn và có động lực nhiều hơn để làm những video chất lượng tiếp theo sau này của mình. Cảm ơn góp ý của các bạn. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Minh Duy Nguyễn. Em chào chị Quỳnh Chi, em muốn hỏi một vài câu hỏi mong chị trả lời ạ. Họ tên đầy đủ của chị là gì? Họ tên đầy đủ của mình là Võ Hiền Quỳnh Chi. Mình sinh năm 1996, tức là năm nay 20 tuổi. Chị từng học ở trường đại học nào? Hiện tại thì mình đang học năm thứ 3 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chị đang dùng điện thoại gì ạ? Mình đang dùng một cái Samsung Galaxy Note 4 màu hồng. Thật ra thì mình thích cái này là bởi vì cái màu hồng của nó xinh hơn, với lại nó khác so với cái rose gold của bên iPhone. Và nói chung là cũng lỡ yêu Samsung rồi nên là dùng Note cũng quen luôn. Chị có sở thích selfie không? Thật ra thì ở bên ngoài mình không thường xuyên selfie lắm. Nói chung là cũng có nhưng mà ít thôi, bởi vì mình cũng không ăn ảnh. Chị có người yêu chưa? Chưa nhé. Thân chào chị, chào bạn. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Trường Nguyễn. Quỳnh Chi ơi, cho anh hỏi cơ duyên nào đã đưa em đến với S Channel. Thật ra thì cái cơ duyên đến với S Channel của mình rất là tình cờ. Cái hồi đó là mình nhận ít môn, mình có một vài người quen làm ở trong S Channel. À quên, làm ở trong Seven S chứ. Rồi các anh chị ấy cũng nói là đi vô S Channel làm, bởi vì đây là một cái môi trường rất là năng động và rất là trẻ, rất là hợp với cái tuổi như bọn em. Thì nói chung là nó cũng khá là phù hợp với cái sở thích của mình. Mình thì thích làm truyền hình nên là nó cũng là một cái cơ hội để mình chứng tỏ bản thân và mình hiểu thêm về bản thân của mình hơn. Thế là mình đi làm thôi. Trong những ngày đầu tiên làm công việc review ở đây, em cảm thấy điều gì là khó khăn nhất mà em cần phải khắc phục để công việc tốt hơn? Thật ra thì trong những ngày đầu mà em đi làm thì khó khăn nhất đối với em là việc đứng trước máy quay, bởi vì cái áp lực đứng trước máy quay nó rất là lớn và em cảm thấy thường xuyên bị run, bị quên bài này, rồi vừa phải nhớ là chỉnh quần áo, vừa chỉnh tóc, vừa nhớ lời, vừa nhớ nói chậm, vừa nhớ không được nhún nhảy nữa kia. Các bạn thì hay góp ý là kiểu tại sao mà lên hay run, rồi giọng nói nhanh, rồi đấy các kiểu. Các bạn đóng góp comment như vậy thì đều cố chỉnh sửa lại để những cái video lần sau được cải thiện nhiều hơn. Tính đến hiện tại thì trong S Channel, ai là người mà em cảm thấy thân thiết nhất và hợp ý nhất? Hiện tại thì trong S Channel thì mình hay nói chuyện với chị Vi, chị Ngọc Vi ấy. Mình cảm thấy khá là hợp ý của chị Vi, bởi vì chị Vi với mình cũng có nhiều điểm cũng giống nhau. Ví dụ như là về tình cảm này, rồi về những cái áp lực lần đầu tiên đi làm. Mỗi lần mà mình cảm thấy khó khăn thì mình thường hay hỏi chị Vi
và chị Vi chia sẻ kinh nghiệm cho mình. Những cái video đầu tiên của mình về ẩm thực nọ kia thì chị Vi cũng góp ý và nói chung là đạo diễn rất là nhiều. Chị Vi giống như là tiền bốn vậy. Chưa chị cảm thấy tính cách của các thành viên trong Action như thế nào? Mình cảm thấy tất cả mọi thành viên trong team đều rất là thân thiết, rất là thân thiện với nhau, rồi mọi người cũng rất là đoàn kết, giúp đỡ nhau trong rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Nói chung là vô team thì mình không cảm thấy lạc lõng nhiều, mình cũng rất là dễ hòa nhập. Ai là người bự nhất trong tất cả mọi người team hả chị? Mong chị trả lời. Về độ bự thì xem bạn, ai cũng bự như nhau, chẳng qua là bộc lộ hay chưa thôi. Chị cảm thấy như thế nào khi là một thành viên của S Channel? Mình cảm thấy tự hào và vui vì là một thành viên của S Channel. Thật ra thì cũng có rất là nhiều áp lực, nhưng mà chủ yếu là mình cũng thấy nó rất là ý nghĩa và nó giống như là một cái trải nghiệm rất là khó quên của mình. Chị vẫn còn đang đi học hay là đang làm việc ở S Channel chính luôn? Mình đang vừa học vừa làm nhá. Mình vừa đi học mà cũng vừa đi quay S Channel luôn. Đó là lý do mà có nhiều video của mình khi lên thì các bạn thường hay thắc mắc là tại sao chị này lạ thế, tại sao chị này mới thế, chị này mới thấy à các kiểu. Thật ra thì là bởi vì học kỳ này mình nhận hơi nhiều môn, nên là cũng ít có dịp lên tâm sự, nói chuyện, chia sẻ, quay các kiểu với các bạn. Tiêu chuẩn được vào công ty là gì ạ? Em nhìn thấy thích và cũng muốn làm công việc trong S Channel. Tiêu chuẩn làm vào công ty của mình thì cũng đơn giản thôi. Ví dụ như là các bạn năng động này, tự tin, dạn chiếc máy quay, có ngoại hình thì càng tốt. Nói chung là sau này làm nhiều thì cũng quen thôi, chứ lúc đầu thì mình cũng gà lắm. Một bạn có tên là Big World, thế giới rộng lớn, hỏi là nick Facebook của chị Chi là gì? Nick Facebook của mình là Quỳnh Chi Y. Các bạn dò là ra. Các bạn nếu mà có Facebook của các anh chị review thì nhiều khả năng là sẽ tìm ra mình. Chị Quỳnh Chi cho em hỏi là chất giọng kỳ lạ của chị sở hữu là do đâu mà có? Do vùng đất sống hay là chị đổi giọng để thích nghi với điều kiện của đội ngũ S Channel? Cái chất giọng của mình không phải là thay đổi để phù hợp với đội ngũ S Channel hay là vì bất cứ cái gì mà thay đổi lái lại đâu. Mình là người Bắc và bố mẹ mình là người Bắc, nên là bố mẹ mình không muốn cho mình mất gốc. Đi học thì trong cái môi trường học đường thì có giáo viên này, có bạn bè thì hầu như là toàn là người Nam, nên là ít nhiều thì mình nghĩ là cũng sẽ bị lai bớt giọng Nam chứ không giữ được giọng Bắc chuẩn nữa. Đó là lý do mà có nhiều bạn thấy là mình nói giọng nửa Bắc nửa Nam, Bắc thì nhiều hơn, là mình đã cố gắng để giữ giọng Bắc rồi nhưng mà ít nhiều thì vẫn bị lai giọng Nam. Đấy, nói chung là hôm nay thì chúng ta chỉ tâm sự đến thế thôi, để còn để dành cho những cái blog tâm sự khác mình sẽ chia sẻ được nhiều hơn. Số tiếp theo thì sẽ là của một nhân vật mà các bạn đang rất là hâm mộ. Chúng ta sẽ bật mí ngay sau đây. Chị Vy ơi, em mới quay xong blog tâm sự. Bây giờ là đến chị, tức là tuần này là chị làm á. Về sớm chuẩn bị nha. Xem rồi. Đấy, nói chung là chị Vy đang đi chơi, cho nên là mọi câu hỏi tiếp theo dành cho chị Vy thì các bạn hãy gửi ở phần dưới comment và chị Vy sẽ trả lời cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những số blog tâm sự tiếp theo và những cái video tiếp theo của mình. Bye bye.